Hôm nay các bạn biết tớ định làm gì không? Một thử thách 24 giờ ăn kẹo luôn. Tớ đã chuẩn bị mua sẵn rất nhiều đồ ở đây để có thể ủ trong vòng 24 giờ ăn uống thả ga mà không lo bị hết bánh kẹo. Đấy, thơm quá. Tớ bắt đầu ăn nhá. Đầu tiên là chiếc bánh này. Yummy. Bánh gì đây? Nhiều cào cào thế. Toàn cào cào to thôi. Đây rồi. Một con rồi. Đấy, chà. Đéo. Con này nó còn dây cái nước gì ra? Tay mình đấy. Hồi thế. Vứt con này đi. Nhiều thật đấy. Trời mới mưa xong, ăn như cào cào luôn. Mùi gì thơm thơm nhỉ? Như kiểu là vị sầu riêng ấy. Wow, cái bánh này trông ngon mà hấp dẫn thật đấy. Bây giờ tớ ăn nhé. Ui ôi. Wow. Trang đi à? Sao? Ở đâu ra? Nhiều kẹo bánh thơm thế. Ở đâu nào ở đâu? Bạn nhím này hỏi buồn cười thật đấy. Tớ mua chứ còn ở đâu nữa. Thế cậu mua mang ra đây làm gì đây? Tớ đang làm thử thách 24 giờ ăn bánh kẹo cho các bạn xem. Nhân sầu riêng luôn. Cái bánh này nó còn có một lớp kem này, một lớp sầu riêng bên trong, bên ngoài là lá dứa màu xanh lá cây, ngon lắm. Ui ôi, nhiều kẹo thế. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy sữa này, kẹo chanh này, kẹo gừng này. Đây là cái này là cả bánh gạo này. Ui, kẹo bù bà bù bơ. Nhiều thật đây. Thử thách gì mà lại hấp dẫn thế nhỉ? Trang ơi, nhiều bánh kẹo thế này, cậu có ăn được hết không? Tớ đang thực hiện thử thách mà ăn trong vòng 24 giờ cơ mà. Tớ nghĩ là còn thiếu ấy. Cậu có muốn ăn không? 24 giờ có nghĩa là cả ngày và cả đêm cũng cứ ngồi đây ăn bánh kẹo á? What? Ui, thế thì thích thật đấy. Thế nhưng mà mẹ tớ bảo là một ngày chỉ được ăn một lần ăn kẹo thôi. Ăn một cái thôi, không được ăn nhiều. Cậu cho tớ một cái thôi nha. Ôi giời, tớ còn đầy trong túi đây này. Cậu xin lấy, thoải mái đi. Không, mẹ tớ dặn là một ngày chỉ được ăn một lần bánh kẹo thôi. Ăn một lần á? Đúng rồi, và không được ăn trước khi ăn. Bởi vì nếu ăn trước khi ăn ấy thì sẽ không ăn được cơm. Thế thì cậu cho tớ một cái nhá. Cho tớ cái bánh vừng này nhá. Bánh vừng này. Đây là bánh gạo vừng đấy. Đúng rồi, bánh này lại mới đấy. Ăn ngon lắm luôn. Giòn sừng sịt, tan trong mồm, vị vừng. Ngon thật luôn đấy. Thôi, cậu cứ ngồi ăn hết cái bánh vừng đi nhá. Còn để tớ ngồi thực hiện thử thách này tiếp. Chua chua ngọt ngọt, ngon thật đấy. A few moments later. Ui chà, cái bụng của mình no quá rồi. Ôi. Trang ơi, cậu ăn nhanh thế. Nani? Tớ còn chưa ăn hết một cái bánh. Mà cậu đã ăn hết cả cái mâm đấy rồi à? No quá các bạn ơi. Ăn bao nhiêu các loại luôn. Cậu yên tâm, bên trong cái thùng này của tớ còn rất nhiều các loại bánh kẹo khác. Để lát nữa tớ ăn cả tối nó cơ. Cậu ăn hết chưa? Có ăn nữa không? No. Tớ chỉ ăn một cái thôi, không ăn cái thứ hai đâu. Cậu không phải nghe lời mẹ thế đâu. Hôm nay ở với tớ mà. Cậu thích ăn gì, cứ ăn thỏa thích đi. Tớ về tớ sẽ không mách mẹ cậu đâu. Cứ ăn thỏa thích, thích gì thì ăn đấy. Đây này, còn bao nhiêu nữa này. Au. Sao tự nhiên cái răng của mình lại nhức thế nhỉ? Au, bên này cũng thế. Nhức thế, đau thế. Như là có con gì. Nani? Ôi, Trang ơi, cậu làm sao đây? Tớ đang bị đau răng. Đau mồm á? Đau thế. Không biết là đau răng hay là đau lợi nữa.
Bốt lắm. Làm sao mà lại đau răng được vậy? Hay là ôi thôi tớ biết rồi. Hay là do cậu ăn nhiều bánh kẹo quá. Từ nãy đến giờ mà có một lúc mà ăn bao nhiêu bánh kẹo thế này. Mẹ tớ bảo ý là không được ăn nhiều bánh kẹo, bởi vì ăn nhiều ý là sẽ bị sâu răng đấy. Nhất là ăn vào buổi tối là sẽ bị cái con sâu bên trong này nó ăn răng mình đấy. Chắc là con sâu nó đang ăn răng của cậu, thế nên cậu thấy đau đấy. Con sâu nó đang ăn răng của tớ. Đúng rồi. Thế thì bây giờ phải làm thế nào hả cậu ơi? Nhức răng quá. Chưa kịp hoàn thành thử thách mà đã bị con sâu nó đục răng á. Bây giờ mà đau tới mức này rồi ấy, thì chắc chắn nếu mà tới bác sĩ thì sẽ phải nhổ cái răng sâu đấy đi cậu ơi. Cậu nói cái gì cơ? Phải nhổ mất cái răng đi á? Ôi, tớ không muốn nhổ răng đâu. Không muốn nhổ răng đâu. Thôi được rồi, thế thì cậu thử há mồm ra để tớ thử xem cái con sâu bên trong của cậu nó như thế nào nào. Đây, tớ há mồm ra, cậu kiểm tra giúp tớ nhá. To nữa ra nào. Đó, cái lúc này yên há to mồm nha. To lắm rồi, cậu xoay đi. Bật kén lên này. Ôi, trời mắt quá, cậu đã nhìn thấy con sâu chưa? Úi dồi ôi cậu ơi, tớ nhìn thấy cái răng bị sâu của cậu rồi. Rất là nhiều những cái con vi khuẩn, con sâu nó đang bám quanh cái răng đấy cậu ơi. Ui, em ơi, con sâu nó to thế thì phải làm thế nào hả cậu, hả các bạn của mình ơi? Đau răng quá, thế nào mày đau cả đầu nữa rồi nhím ơi. Răng đầu của tớ nhức hết cả ra rồi. Răng thì nó liên quan đến xương mà, thế nên là nó đau cả đầu đúng rồi. Bây giờ để cho đỡ đau nhá, tớ sẽ quấn băng cho cậu đã nào. Quấn băng á? Tay ra. Bây giờ tớ sẽ cố định cho cậu cái đầu này vào đã. Ok. Cho nó bớt đau các cậu ơi, chứ không đau như thế này thì không thể chữa trị được gì đâu. 5 minutes later. Được rồi đấy. Được rồi á? Nhưng mà tớ vẫn bị đau răng, vẫn bị đau đầu cậu ơi. Quấn khăn này nó giúp ích được gì cho tớ? Nó làm cho đỡ đau một tí thôi. Còn là muốn dứt điểm, bây giờ tớ phải tìm cách để lấy được những cái con sâu răng, những con vi khuẩn đấy ra cơ. Cậu ở đây chờ tớ một tí nha. Chờ cậu một tí. Nhanh lên, không là cái răng của tớ bị đau quá rồi. Đầu tớ nhức quá rồi. A few moments later. Tớ đến rồi. Tớ về mang đã được cái gì cậu biết không? Cái gì đây? Một chai nước muối. Nước muối sinh lý á? What? Nhưng mà để làm gì cơ? Nước muối này mình xúc miệng thường xuyên bằng nước muối sẽ ngăn được những con vi khuẩn đấy. Vi khuẩn nó rất sợ nước muối. Thế? Thứ hai là bàn chải và kem đánh răng. Khi mà đánh sạch răng ấy thì những cái con vi khuẩn đấy nó cũng bị trôi theo những cái cặn và ba ở trong răng ấy. Cái mảnh kẹo thừa với cả bánh thừa ấy nó nhét ở răng cậu ấy, nó sẽ cùng với con vi khuẩn trôi ra ngoài. Xúc miệng đánh răng trôi vi khuẩn, xúc miệng đánh răng trôi vi khuẩn. Ồ, thế là con sâu răng nó sẽ ra khỏi răng của tớ đúng không? Đúng rồi. Thế cậu đưa cho tớ cái bàn chải răng nào để tớ đánh ngay cái răng của tớ. Đầu tiên là phải xúc miệng trước. Mở chai xúc miệng ra này. Bước thứ hai là lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng bóp lên trên. Nhưng mà đây là bàn chải của ai mà trông dễ thương ngộ nghĩnh thế này các cậu ơi? Hình một con thỏ kem đánh răng thì lại hình một chú ngựa pony. Cái bàn chải kia là bàn chải của em Cam chưa dùng, tớ mang ra cho cậu dùng đấy. Còn kem đánh răng cũng là của em Cam luôn. Ui thế à? Thế em Cam ơi, cho chị mượn bàn chải với cả kem đánh răng một lúc nhá. Bóp kem đánh răng lên này. Đấy, kem đánh răng màu hồng luôn này. Những con sâu răng bây giờ chết với chị. Đánh răng đúng không cậu? Đúng rồi. Đúng rồi. Hey you. Con kiểm tra xem con sâu răng của tớ nó đang ở vị trí nào với. Rồi, để tớ xoay cho. Con sâu răng này. Nó đang ở phía trước mặt răng cậu ơi. Cậu mau chải ở phía trước mặt răng đi. Trước mặt răng à? Tớ đang chải ở đây. Chải này, chải này. Cho con sâu răng một chút này. Chải này. Đánh lên chải này. Đánh lên chải này. Ồ, con sâu răng nó lại chạy lên phía bên trên mặt răng rồi. Cậu mau đánh ở bên trên mặt răng đi. Trên mặt răng á? Đấy, há mồm ra và đánh ở trên các mặt của cái răng. Đấy cũng là vị trí mà những cái con sâu răng nó hay trú ngụ đấy. Ui, con này nó lại chạy tiếp rồi cậu ơi. Nó chạy vào phía bên trong răng để nó ẩn nấp rồi. Cậu mau đánh mặt trong của răng đi. Con sâu này nó chạy tứ tung luôn. Đấy, há mồm giật rộng và đánh phía bên trong của răng các bạn nha.
đánh thật đều cả trước, cả trên và phía bên trong. Lần này con sâu nó không thể chạy được nữa rồi. Con là nó không làm đấy. Ôi Trang ơi, cậu nhổ luôn ra cả con sâu răng rồi kìa. Tớ cũng thấy hết đau rồi đấy. Con sâu răng nó chạy ra ngoài rồi. Con sâu răng này, bây giờ tôi sẽ dạy cho con sâu răng một bài học nhé. Five minutes later. Cậu ơi, con sâu răng nó đây rồi này. Mệt quá các bạn ơi. Bây giờ mình phải tiêu diệt nó, không ăn là nó sẽ lại chui vào răng của một ai đó. Nó ăn răng tiếp đấy cậu ơi. À, con sâu răng này nó nói nè, do cậu ăn kẹo nhiều quá, thế nên là tự nó lớn lên và nó cần phải thêm thức ăn nên nó mới cắn răng của cậu đây. À, dám cắn răng xinh đẹp của ta. Lũ sâu răng này rất sợ cái bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Ta sẽ cho ngươi cái kem đánh răng và bàn chải này này. Ôi ôi, nó còn vừa đâm luôn cả cái bàn chải rồi cậu ơi. Cái bàn chải này quá nhỏ so với con vi khuẩn này. Trang ơi, hình như con sâu này nó càng ăn nó càng to lên cậu ơi. Thế này thì nó không còn sao bọn mình nữa đâu, rút thôi. Ui, sợ thật đấy. Con sâu răng này nó không chỉ ăn kẹo mà còn ăn cả bàn chải đánh răng. To lớn lên thật sự luôn. Bây giờ phải làm thế nào đây cậu? Tớ nghĩ rằng cái bàn chải của anh Cam nhỏ quá cậu ơi, thế nên con sâu răng này nó không sợ. Nếu mà muốn tiêu diệt nó, mình cần phải một cái bàn chải siêu to khổng lồ và một tuyếp kem đánh răng khổng lồ cậu ạ. Kem đánh răng và bàn chải đánh răng khổng lồ á? Làm gì có hả cậu? Ai bảo là không có? Nhìn thấy chưa Trang? Cậu nhìn thấy chưa? Đây là một cái bàn chải đánh răng khổng lồ đấy. Cái bàn chải này ra này. Bàn chải này to gấp mấy chục lần luôn. Đúng rồi, bàn chải này chuyên trị những con sâu răng to khổng lồ đấy. Bây giờ tớ sẽ dùng cái tuyếp kem đánh răng này. À, cho thật nhiều kem đánh răng này. Đấy, con sâu này nó sẽ không thể chịu được khi mà nó gặp lượng lớn kem đánh răng như này đâu. Trông như là một cái kem luôn. Con sâu này sẽ trợn chết khiếp cho mà xem. Bây giờ tớ sẽ rình rình lúc con sâu này không để ý, đến từ đằng sau nó và kỳ kem đánh răng này lên người nó, đảm bảo là nó sẽ bị tiêu diệt. Nhím ơi, hey, you. Con sâu răng ấy nó đang ở đằng kia kìa. Tớ sẽ ra cho nó một trận. Cậu đi nhẹ thôi, không con vi khuẩn này sẽ phát hiện ra cậu đấy. Nhẹ nhàng thôi, thật nhẹ thôi. Này, con vi khuẩn này chà kem đánh răng vào người này. Ôi Nhím ơi, con vi khuẩn đấy đang không chịu được rồi, nó đang giãy giụa kìa. Ui, nhìn kìa cậu ơi, con sâu răng này nó đang từ từ nó teo nhỏ lại rồi kìa. Wow, nó bé tí 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 luôn này. Đúng rồi, này thì trả thêm cho người đến phát là công nhân tiêm đời này. Thế là chúng mình đã tiêu diệt được con sâu răng nguy hiểm ngay rồi. Đấy nha các bạn nha, nếu như mà mình không muốn bị sâu răng đau răng ý, thì thứ nhất là mình không được ăn nhiều kẹo đâu, mình chỉ đang ăn ít thôi. Và thứ hai là phải đánh răng thường xuyên, đánh răng kỹ càng vào trước khi đi ngủ mỗi tối nha.